cùng Little and Little học tiếng A nào. Let's go. Phim học nhé, xếp vần chữ A, cùng Alex học nhé, ai nhanh trí hơn nào? A a a, đây là cái ca, a a a, kia là quả na, a a a, thì ra là con gà, cái ca quả na con gà chữ A. Cùng chúng mình học nhé. Xếp vần chữ A, cùng chúng mình học nhé, ai nhanh trí hơn nào? Cái ca quả na con gà chữ A. Thank you.